Hôm nay là 21 tháng 8 anh chị em mình. Thì làm cái video chuyên về cây linh sam và gửi số anh chị em mình tham khảo cái linh sam siêu bông. Rồi linh sam tán phớt hồng. Linh sam kim song hinh cho anh chị em mình. Thì thường là anh chị em mình mà trồng cái dòng linh sam siêu bông á thì nó chơi bonsai rất là đẹp ha. Cây bự cây nhỏ gì chơi cũng đẹp. Thành ra là mình thấy cái lá nó đối với cái dòng này thì cái lá nó không có to. Cái tay em nè. Đây cái lá nè. Khi mà đặc biệt những cây già ha, càng già thì lá nó nhỏ và bông nó thì đương nhiên là nó dễ có bông ha, và con mình đây. Cái này nó to lắm nha, cái tàn nó rất là to. Tại vì cái mặt đôn á, cái mặt đôn anh chị mình thấy là cái mặt đôn đó là 30 xăng á. Mà một cái cây này dài nó khoảng cả mét và con mình. Thì ưu điểm của dòng linh sam siêu bông là về chơi tàn được. Tức là mình chơi tầm thiên nhiên á, anh chị em mình trồng mua cái cây chừng 20 ngàn anh chị mình trồng làm hàng rào ha để tàn á. Thì hôm qua mình có quay cái video mà cái loại bông á, anh chị em mình vô cái dòng thời gian rồi bấm số điện thoại, bấm nút tìm kiếm vô cái chủ kênh ha, rồi mình coi cái video hôm qua là cái cây tàn hồi sáng nay mình có ship cho khách rồi. Đây bông nó nè bà con mình. Thì cây cây này hơn 10 triệu xíu ha, nó coi vậy chứ nó rẻ hơn cây kim song hinh này luôn nè. Đây đây là dòng kim song hinh. Bên đây cũng kim song hinh nhưng mà nó đang rộ bông. Mà cây này ngày hôm trước mình có quay nhưng mà bữa nay nó mới rộ bông nè, thì ngày mai nữa nó mới rộ tiếp, tại vì những cái nụ non này nè bà con mình thấy không. Thì kim song hinh này sức sống nó cũng mạnh lắm. Đây là một dòng ha, kim song hinh lá nó nhỏ như lá 86 bà con mình, to hơn xíu nhưng mà đây cái cây 86 em để đây, cái cây 86 này em để gần cái cây kia ha, lá nè nó, cho nên là kim song hinh cũng là một cái dòng linh sam mà lá nó rất là đẹp. Rồi bên đây là cây siêu bông. Rồi tiếp nữa là cây linh sam hồng. Thì hôm nay cây này mình để ở trong mát á, cho nên là bông nó cái màu nó hơi nhạt ha. Có những hình ảnh bông nó đậm hơn nè, linh sam hồng đây. Cây này kia rồi mình có giao lưu rồi nhưng mà do ông khách ông nói cây nó không giót nhỏ, nó dạng như nó có thẹo thì nên là thôi khách nó hồi khách không lấy. Cái cây này rất là thông cây nha, mà bà con mà thấy đây cái tay em bóp nè, linh sam hồng bông nó thì tuyệt vời ha. Ưu điểm nó là ít gai. Còn nếu mà nói so với độ thơm thì giữa hai này thì em thấy rằng linh sam siêu bông thơm hơn. Hay là tại vì do bữa nay nó gộ bông nhiều quá. Cái mùi thơm nó. Đây. Nếu mà hơn 10 triệu một xíu mà bà con mình có cái cây này nó vô cùng xứng đáng. Cốt cành nó to. Số bà con mình mà ở nước ngoài á, tại có người khách ở nước ngoài thì người ta rất là thích cái cây này, nhưng mà do cái gửi đi ngoại hơi khó. Còn anh chị mình mua cây giống ở bên em thì vườn em nhiều lắm, cây cả mét mét mấy cũng có ha, 20 nghìn cây mình mua 25 cây bên em bao ship. Chi tàn nè bà con mình. Cái dòng linh sam siêu bông mà cái dòng mà mình thích nhất do bông nó xuyên bông á, nó dạng như là nó cái mật độ ra bông nó nhiều hơn. Cây này cũng là siêu bông nhưng mà lá hơi bự hơn xíu, thưa hơn, do nó cây nó cũng già nhưng mà do bên đây nó anh chị em thấy khác biệt ha. Đây cây gì, cây siêu bông luôn nè, cây này thì hơn triệu ha, cũng to lắm. Cái cây này phí cũng nếu mà đóng hàng cũng cả 200 ngàn tiền phí á. Bên đây cây này là cây kim song hinh. Cây kim song hinh này giá này nếu mà bà con mình có ưng cái cây này thì giá để mình thanh lý cái cây này được. Này rễ nó nè, tàn nó nè, mình quay xa cho bà con mình coi nha. Đây
Nụ bông này là khoảng ngày mai hoặc là ngày mốt ha, là bông dữ dằn lắm nè. Cho nên là cây kim trung hình thì trong những cây mà mình cũng thích. Đây, cái lô này mình có nhiều nha. Cái lô này có hai mấy ba chục cây to to hay vậy nè. Thì do những cái cây này nó không giống nhau thì số bà con mình có thể chụp cái màn hình lại ha. Và nói cái ngày. Đó, đây. Cái cây này. Mình có hai mấy cây này chắc không có lộn đâu ha. Cái cây này thì có thể mình bán dưới 10 triệu nha. Cái tàn lớn nó anh chị em mình. 1 2 3 4 5 6, 6 mà còn dư nhiêu đây nè. Mình đo lại ha, 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. Anh chị em mình thấy cái tàn nó 1m2 thì cái bàn cơm mình là 1m tới 1m2 của con mình. Cho nên là cái cây này cái tàn rất là lớn luôn ha, chứ không có nhỏ đâu. Bông. Còn nếu mà mình thêm tiền xíu nữa mình mua cây này thì tuyệt vời. Siêu bông thì mình nhiều nhưng mà cây bự này là có 1 cây một đây. Cái dòng siêu bông mini thì mình đang làm. Đây những cái cây mini đang làm. Nhưng mà anh chị mình thấy cái lá nó thưa bà con mình. Lá nó thưa như vậy á, thì do chưa có già. Làm già xong rồi mới mới được ha. Bên đây thì cái cây này mình đã lên video trước rồi, cây kim siêu vinh, cây này đế đánh nào đẹp nè. Để anh chị mình giao lưu cái cây này. Cây này đẹp nha. Em con rất nhiều luôn. Để mình nghía cho bà con mình coi. Thì do đem vô mình tỉa từ từ á. Đây bà con mình thấy không? Đó, mấy chục cây ha. Đây những cây mình do nhiều quá mình phải để một lớp dưới nữa. Đó. Gia đình mình để lưu ý để có những video lần sau để có thể mình tỉa vô rồi mình đăng lên cho bà con mình coi. Dưới tùm lum gì khó đăng ha. Đây. Những cái bồn này là bồn chứa nước bà con mình. Khi mà mình tưới nước mình chủ động được cái nguồn nước á. Thì mình có hai số Zalo ha. 0833 557 550 và một số di động là 0987 557 550. Thì anh chị mình liên lạc qua số Viettel ha. Còn Zalo thì gửi hình ảnh hay là cái cây hay cái nhu cầu mà anh chị em mình cần. Cây rất là tuyệt vời. Đây, không. Đúng ra mấy bữa nay lên video sớm cho anh chị em mình đó. Nhưng do cái thời gian không cho phép. Còn số bà con mình có nhu cầu mà cần linh sam hồng mà lỗi tàn á thì 500 ngàn tả lợi cây bao ship bà con mình đó, ví dụ như cái cây bự cao mét mét rưỡi nha, sam hồng nè, tức là mình báo 500 là mình báo cái cây bự nhất á, còn ví dụ như 350 400 tại do những cái cây này á, đóng hàng nên nó đang nụ. Hẹn anh chị mình là cái lô này nha, khoảng 2 ngày thôi, 2 đến 3 ngày là bây giờ nó đang nụ bông rất là nhiều luôn. Nếu mà quay gần mà con mình mới thấy đây, đây linh sam hồng nè. Rồi để vô cái tàn như vậy thì là nó sức sống khỏe. Nếu mà chế độ máy của em thực tế thì nó sẽ thấy cái độ xanh của nó nha, cây rất là sung đó. Và linh sam hồng lỗ tàn này thì khi mình bứng về mình làm rất là cực, mà vô chậu gì thì nó sống khỏe rồi nè. Anh chị em mình mà có nhu cầu cây giống á, thì mình có máy vườn nè. Nè, ví dụ kim song hinh. Cái cây này đang lộn trắng hay màu với kim song hinh nè. Trắng hay màu với kim song hinh rất là dễ giống nhau ha. Cho nên là rất là dễ lộn. Rồi lên sam hồng. Sam hồng thì khi mà anh chị em mình nó tùy theo chế độ máy quay ha. Có máy thì nó coi nó hồng lắm đây. Mình bấm mình lấy nét vô nó khác. Cây giống linh sam hồng em nhiều lắm nha.
Cha, cái cây này đang gộ bông. Cái lô này đợt này là gia đình mình có một số bạn mà khi thấy nó bông nó tàn rồi, anh chị em mình hỏi là cái cây này chừng nào ra bông nữa, thì nó già nó cũng hay ra bông mà con mình. Đây, gộ bông nè. Đó. Mình cũng có vài cây kim trung hình mà giá khoảng 50.000 cây, nó cao, bự, ít lắm. Rồi. Thì đây cái đường em cái nhà vườn đây ha. Cái đường đan. Anh chị em mình có nhu cầu liên hệ qua số Zalo ha. 0987557550. Mình có hai số Zalo bà con mình. Do cái kết bạn nó không được nhiều quá cho nên là có khi không có chấp nhận được. Anh chị mình thông cảm ha. Do Zalo nó hạn chế kết bạn. Cây này hồi sáng bông dữ lắm mà do nắng quá nè, để mình đem vô. Đem vô có thể ngày mai nó ra bông lại ha. Cây này cây 86 nè. Nắng quá. Nó tuyệt vời ha. Để đây cái bắt đầu à. Siêu bông gỡ chưa? Rồi ha. Cái video bữa nay là chủ đề bữa nay là cây cây này. Anh chị em mình ưng thì trong Zalo em có cái màn hình ha, có cái hình cây này. Đẹp lắm mà con mình.